Chúng ta bắt đầu bài tập số 6 à. Thì mình sẽ định dạng cái bài Excel như thế này. Sao mà cho cái cột nó rớt xuống vậy nè. Đầu tiên á thì các em cho nó có màu sắc trước đây, cái tiêu đề màu đỏ đi nha. Đậm lên. Rồi. Thì ở chỗ này á, các em cho cái dòng nó rớt xuống ngàn. Thì các em quét khối từ cái A2 cho tới F2. Mình thấy chữ quát test ở trên đây không? Thấy chữ quát test không? Nhấp vô quát test. Quát test. Em kéo cho nó nhỏ xuống thì nó sẽ rớt xuống nha. Rồi. Kéo cho nó rộng nha. Rồi. Mình định dạng nha. Tạo lại ngày tháng. Rồi 2 3 4 em cứ quét test. Rồi. Mình kéo nó rộng nha. Bắp tép cho chỗ này nè. Rồi các em canh cho nó nằm chính giữa. Thì mình nằm đây ha, chỗ này nè. Canh cho lên nằm giữa. Alignment chỗ này nè. Mid align. Mình cho nó lên trên nè. Chính giữa nè, ở dưới nè. Mình cho nằm giữa đấy. Rồi các anh đậm lên. Rồi canh giữa luôn. Đó. Còn các em muốn dứt khoát cho nó xuống dọc luôn á thì các em có thể nhấn Alt Enter nha, nhấp vô chỗ này ví dụ như tới tháng, mình nhấn Alt Enter thì nó sẽ ngắt xuống dòng luôn nè. Alt Enter thì nó sẽ ngắt xuống dòng luôn. Ví dụ ngày muốn cho xuống dòng đây là mình lại nhấn đè vô phím Alt Enter nè, là nó hai dòng, nhấp vô Alt Enter. Alt Enter đó. Rồi. Rồi. Đối với bài toán ngày tháng năm là cái điều quan trọng nhất là mình sẽ chỉnh hai cái. Thứ nhất á, là mình chỉnh ở trong hệ thống là cho nó theo cái kiểu là ngày tháng năm này. Ngày tháng năm ha. Thì các em vô em nhấp vào star, nhấp vô control panel, đánh vô chữ C. Thấy chữ control panel không? Rồi. Sau đó là mấy đứa nhấp vô cho thầy, là mấy em nhấp vô cho thầy là chỗ thấy cái quả đi cầu á. Thấy cái quả đi cầu là chỗ bằng reason nè. Nhấp vô reason. Rồi. Sau đó mình thấy chỗ additional setting không? Rồi nhấp vô. Mình thấy chỗ là dead không các em? Dead. Thì các em gõ vô cho thầy là DD sẹt MM mà hoa và bốn chữ Y vô cho thầy. Em gõ vô đây nè. DD sẹt M hoa nha, màu hoa là tháng đó. D là D đó là ngày, M hoa là tháng, còn Y là năm. DD sẹt MM sẹt 4 chữ Y. Rồi sau đó mình ok ha. Mình ok. Rồi mình chỉnh là theo kiểu là của Việt Nam mình là ngày tới tháng năm. Rồi các em mà chắc ăn thêm một lần nữa. Mình thấy nếu như mà là số á hoặc là ngày tháng thì nó cái định dạng đầu tiên nó sẽ nằm ở bên nhập dữ liệu vô nằm bên phải. Còn nếu mà mình nhập dữ liệu á mà nó nằm bên tay trái á là sai á. Ví dụ mình nhập là ví dụ như là 30 31 đi. Hoặc là 30 tháng 13 2000 đi thì nó sẽ nằm dữ liệu mà mình nằm tới phải thì nó không hiểu là ngày tháng, hiểu là chuỗi ha. Vậy để khi mà nhập ngày tháng hoặc một số á thì nó tự động là nó sẽ nằm ở bên trái, ở
mình nhập cái số mà hoặc ngày tháng nằm bên trái á, là nó là số hoặc ngày tháng, còn chuỗi thì nằm bên tay phải. Rồi tiếp tục các em làm ha. Mình quét khối từ A3 cho tới A6, mình mới nhấp chuột phải, mình chọn là một mắt Excel, hoặc là các em nhấp vô chỗ góc này cũng được, chỗ cái góc chỗ number nè, nhấp vô góc này cũng được cho nó nhanh ha. Quét khối từ đây tới đây, nhấp vô cái góc, rồi mình chọn date. Test ra đây là nếu không có thì mình thấy là cái số lớn trước á, cái lớn 12 thì ở đây nó là ngày tháng năm, còn nếu như mà mình không có chắc chắn á thì các em mới chọn vô custom cho thầy. Thấy chữ custom không? Rồi các em gõ vô cho thầy là dd man man 4 chia vô cho thầy, nhấp vô custom nè, gõ vô DD M M hoa hai trái rồi 4 chia vô. Rồi sau đó các em ok ha, là mình định dạng nó theo ngày tháng năm, định dạng thể hiện ra ngoài. Rồi ok. Rồi tiếp tục mình làm điền công thức vào, mình lấy ngày, tức là mình lấy ra là ngày ngày mấy? Ngày 6. Thì để là cái lấy cái ngày thì mình dùng hàm D, lấy tháng thì dùng hàm MON, lấy năm là dùng hàm gì? Year. Mình điền vào ha, đọc tiên công thức dấu bằng, đánh chữ D vô, rồi mở mặt ra là nó kêu là truyền vô cái số, mình nhấp vô ngày A3, đóng mặt lại Enter thì lấy ra được ngày 6 này ha. Rồi copy công thức xuống đây, ngày 28, ngày 10, ngày 6 nè. Tiếp tục tháng là dùng hàm gì các em? Mên. Rồi chọn A3, đóng ngoặc lại Enter. Đó, mình lấy ra được tháng 12, tháng 5, tháng 10, tháng 7. Rồi năm là dùng hàm gì các em? Year. Rồi rồi nhấp vô ra 1999 đó, mà lấy ngày tháng năm vào. Rồi tạo lại ngày tháng năm á là mình dùng lấy sử dụng hàm d truyền vào là gì? IMD, tức là năm tháng rồi tới gì ngày. Như vậy bắt đầu mình vô cái hàm test này ha, hàm đét. Rồi năm mình chọn năm, rồi tới tháng nè, mình thấy là year month day, rồi mình đánh chữ đét vô nè, rồi chọn year nè, month nè, day nè, mình tham số dưới đó, xong mình chọn năm rồi tới chọn tháng nè, rồi mới chọn ngày nè, mình đóng ngoặc lại enter thì mình sẽ tạo được cái ngày tháng năm ban đầu. À, vậy từ bài toán ban đầu mình tách ra ngày tháng năm, sau đó mình tạo lại. Đây là một cái bài mà thực hiện cái việc sử dụng cái hàm ngày tháng cơ bản thôi, để cho mình làm quen. Rồi số ngày trong tuần thì các em sử dụng cái hàm là weekday, hàm weekday ha, nó có nhiều tham số. Rồi thì mình đưa vô cái ngày tháng năm tùy cái tham số. Tham số thì ở trong giáo trình phần cuối á, là có tầng đế số. Ví dụ các em phải, nếu mà ngày là số 1 là thứ hai thì mình cho nó là, đây là số 1 là ngày chủ nhật thì mình điền số 1, còn nếu mà thứ hai là ngày nè, mình thấy không, từ ngày 1 tới thứ bảy là từ thứ hai cho tới thứ bảy nè, rồi mình điền truyền tham số vô, rồi mình truyền vô là 1 vô, đóng ngoặc lại. Vậy bữa nay là thứ mấy các em? Không phải cái hàm này nè,
ví dụ như D là cái ngày thứ hai ở trong tuần này đúng không? Còn đây là ngày thứ bảy ở trong cái tuần này, tức là trong một tuần có 7 ngày. Còn thứ ba, cái ngày số 3 là ngày số 3 ở trong cái tuần này đó, trả ra kết quả như vậy tùy theo cái đối số mà mình truyền vào. À, ví dụ đây số 1 là thứ mấy? Số 1 là về phải chủ nhật không? À, tại mình truyền thăm số 1 nè, còn mình điền số 2 vô là số 1 là ngày thứ mấy? Thứ hai. Ví dụ mình cho vô đây thăm số 2 đóng ngoặc lại, về số 1 là ngày thứ mấy? Thứ hai. À, về số 6 là ngày thứ mấy? Ngày thứ bảy. Rồi, còn hoặc là tùy theo cái thăm số của mình nha. Rồi, không nè, có 1 nè. Thì như vậy là nó là từ thứ hai cho thứ bảy. À, chủ nhật là ngày số mấy? Là số mấy? Số 1. Sơn đề. Rồi. Rồi, đó là ngày trong tuần nha. Đây là việc tính toán cơ bản, các em làm vào nha.